Unit 8. U, U sounds. Ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục với hai âm mà chúng ta đã từng gặp, đó là âm U và âm U. Âm U dài và âm U. Hai âm này sẽ có thể được viết bằng các cách sau: U, U, E, U, U, I, or U, E, W. One, vocabulary. Blue, blue. Glue, glue. Clue, clue. Tuesday, Tuesday. Fruit, fruit. Suit, suit. New, new. Deal, deal. Ở đây chúng ta sẽ có ba từ có âm U, đó là Tuesday với âm U, và new, new, và âm deal, deal là âm U. Còn các từ còn lại sẽ có âm U: blue, clue, clue, fruit và suit. Và chúng ta sẽ viết IPA của những từ này. Có một vài từ của IPA đặc biệt một xíu nhé. Chúng ta có clue, âm k, là clue, k. Tuesday, t, Tuesday. Đây, âm chữ S này, chúng ta sẽ đọc là z, Tuesday, Tuesday. Và Tuesday có hai âm tiết, chúng ta đọc Tues cao hơn, thì chúng ta sẽ đặt dấu phẩy trước Tues. Two sentences. I eat fruit in my new suit. The clue is blue clue on Tuesday. I eat fruit in my new suit. Tôi ăn trái cây trong bộ đồ mới của mình. Ở đây là một câu nói về tôi. Tôi sẽ là chủ ngữ I. Tôi làm gì? I eat. Tôi ăn. Ăn cái gì? Ăn trái cây. Eat fruit. Vậy thì fruit đây sẽ là tân ngữ. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xác định thành phần câu cho câu phía dưới này. The clue is blue clue on Tuesday. Manh mối là những cái keo màu đen, hồ màu đen vào thứ ba. Thì đang nói về manh mối. Thì the clue đây sẽ là chủ ngữ. Chúng ta không có động từ thường. Chúng ta phải có động từ to be, is ở đây. Thì sẽ là to be. Và sau to be chúng ta sẽ không có tân ngữ. Homework, bài tập về nhà, chúng ta sẽ học thuộc các từ vựng ở trên. Chúng ta sẽ viết mỗi từ 5 dòng, mỗi dòng 2 lần. Chúng ta sẽ viết kèm với IPA nhé. Phần này sẽ là ở trong sách, ở trong tờ giấy bài tập của mình. Thì chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Cái phần viết bài này sẽ ở trong giấy bài tập của mình. Nên các bạn sẽ hoàn thành giấy bài tập của mình nhé. Ok, về phần bài tập ở đây, chúng ta sẽ hoàn thành. Đầu tiên, các bạn sẽ khoanh tròn từ có phần gạch chân khác, đọc khác các từ còn lại. Alright, blue này, goose này, up, fruit. Bạn thấy chỗ nào được gạch chân ở đây, đọc khác các chỗ khác, thì các bạn sẽ khoanh tròn chỗ đó lại nhé. Bài tập số 2, chúng ta sẽ điền các từ sau vào chỗ trống sao cho phù hợp. Chúng ta có Tuesday, new, fruit, deal và blue. Các bạn sẽ xem thử đặt vào những câu này thì từ nào mình sẽ sử dụng phù hợp nhất. Chúng ta sẽ gạch chân và chúng ta sẽ sửa lỗi sai. Ta sẽ viết lại câu hoàn chỉnh nhé. Khác với bài trước, các bạn chỉ gạch chân và viết một từ thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ gạch chân và viết lại cả câu mới nhé. Rồi, và chúng ta sẽ viết từ vựng mới. Cùng với nó là IPA và nghĩa của nó ở đây. Mỗi từ 5 dòng, mỗi dòng 2 lần. Chúng ta sẽ viết 2 lần ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ viết từ blue. Ok, sau khi chúng ta đã viết xong rồi thì các bạn sẽ đặt câu cho thầy. Với mỗi từ vựng ở trên các bạn sẽ đặt cho thầy một câu. Và đặt xong rồi, cái phần trống ở đây các bạn sẽ gạch chân và xác định cho thầy chủ ngữ, động từ, tân ngữ hoặc là to be nếu có.